học sinh của mình. Với một cô sinh viên sư phạm thì em hy vọng rằng là trong năm 2024 em sẽ có những bước tiến trong học tập. Năm mới đã sang, mang theo biết bao hy vọng về những điều tốt đẹp, mới mẻ. Năm mới, hãy thực sự hành động, không ngừng tìm tòi, khai phá, sáng tạo để biến những hy vọng thành hiện thực. Xin cảm ơn Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Trong thời khắc thiêng liêng của năm mới, chúng tôi xin được nhắc lại những vần thơ chúc Tết của Bác. Cũng trong một năm rồng, năm Nhâm Thìn 1952, năm của Đại hội thi đua yêu nước đầu tiên. Năm mới thi đua mới, thắng lợi ắt về ta. Mấy câu thành thật nôm na, vừa là kêu gọi, vừa là
Xin được chúc mừng năm mới quý khán giả và mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự đầu tiên trong năm Giáp Thìn 2024 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, và lời đầu tiên trong thời khắc giao thừa thiêng liêng này thì chúng tôi xin được gửi lời. Nội dung hấp dẫn trong chương trình Con đường nông sản 2023. Gặp gỡ diễn viên truyền hình 2024 Xuân Giáp Thìn, món quà bất ngờ dành tặng khán giả yêu phim Việt. Trạm yêu thương mang niềm vui tới xóm trọ nghèo ở Hưng Yên và gia đình anh Hoàng Văn Đỏ. Kính chào quý khán giả đang theo dõi VTV Kết nối. Thưa quý vị, năm 2023 đã qua đi với không ít khó khăn tác động đến nền nông nghiệp toàn cầu. Nông sản Việt Nam nhìn lại một năm sẽ có những điểm sáng nào? Những chăn trở ra sao để có thể cất cánh trong năm mới? Để có câu trả lời, ekip sản xuất Con đường nông sản 2023 đã có mặt ở nhiều nơi trong và ngoài nước, đưa khán giả đến với những thông tin giá trị và gặp gỡ nhiều vị khách mời, cùng nhau thắp lên hy vọng về một vị thế mới của nông sản Việt trên thế giới vào năm 2024. Con đường nông sản 2023 đặt nền nông nghiệp nước nhà trong bối cảnh toàn cầu như biến đổi khí hậu, xung đột chính trị, vấn đề lương thực ngày càng trở nên cấp bách. Từ đó, chương trình mở ra chủ đề vị thế nông nghiệp Việt Nam với các thế mạnh của một quốc gia sản xuất lương thực trong 5 năm tới và dài hạn. Ekip sản xuất của Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam đã tìm tòi nghiên cứu để mang đến nhiều điểm mới cho chương trình.